Khi một ý niệm bất thiện nổi lên và sau đó tâm nhận biết điều ý nghĩ đó là ác và lập tức dừng lại hoặc sinh ra ý nghĩ mới là sám hối, thì ý niệm ác ban đầu có còn quả không ạ? Xin sư chỉ con cách làm giảm nghiệp trên. Trung bộ thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài có nói là có bốn hạng người. Là hạng người á, tâm họ có ác mà họ không biết là tâm họ có ác. Có người á, tâm họ có ác mà họ biết là tâm họ có ác. Có người á, tâm họ có thiện mà họ không biết là tâm họ có thiện. Có người á, tâm họ có thiện và họ biết là tâm họ có thiện. Thì cái người mà tâm có ác mà không biết tâm có ác á, thì người đó sẽ làm cho các cái ác tăng trưởng. Cho nên ngài Xá Lợi Phất không tán thán. Người tâm có ác biết là tâm mình có ác ấy, thì người đó bằng sự nỗ lực sẽ khiến cho cái ác trong tâm đi đến sự hoại diệt. Cho nên ngài Xá Lợi Phất tán thán người đó. Người tâm có thiện mà không biết là tâm mình có thiện ấy, thì người đó cũng sẽ làm cho cái thiện biến mất và làm cho cái ác xuất hiện. Cho nên ngài Xá Lợi Phất cũng không tán thán cái người đó. Tâm có thiện mà mình không biết tâm mình có thiện, và người tâm có thiện biết là tâm có thiện, người ấy ngài Xá Lợi Phất tán thán, bởi vì họ sẽ làm cho các tâm thiện được tăng trưởng. Cho nên là việc tâm chúng ta có bất thiện và chúng ta có sự nhận biết, có sự xử lý, thì đây là một điều đáng được tán thán. Còn làm sao để cho tâm chúng ta không có nảy sinh những suy nghĩ bất thiện? Thì chúng ta cần phải thường xuyên sống trong giới học, định học và tuệ học. Khi mà chúng ta sống thường ở trong giới học, định học và tuệ học, thì các cái tâm ác, tức là những suy nghĩ ác, nó sẽ không có điều kiện tăng trưởng. Như là ở trong chú giải Trung Bộ Kinh, sư không nhớ là bài kinh số 8 hay số 9, mà có kể một vị tỷ kheo trong một thời gian rất dài không hề có một cái tâm bất thiện khởi lên đối với vị ấy. Và bởi vì vị ấy luôn an trú trong chỉ và quán, cho nên là vì đó thậm chí tưởng là mình đã chứng đắc thánh đạo thánh quả, bởi vì không hề có một tâm bất thiện nào khởi lên đối với vị ấy. Cho nên là khi chúng ta tu tập chỉ và quán cộng với việc giữ giới, thì các cái tâm bất thiện nó sẽ không có cơ hội có mặt. Cho nên để trả lời câu này thì chỉ có việc thực hành giới học, định học và tuệ học. Còn những suy nghĩ ở trong tâm nó đã xuất hiện, thì nếu có thể sám hối thì nên sám hối. Bởi vì có một số suy nghĩ chúng ta phỉ báng người khác thì chúng ta cần phải sám hối. Nếu chúng ta không sám hối, nó sẽ là trở ngại trên con đường tu học của chúng ta. Như là một vị ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến hai vị tỷ kheo, thì một vị á, một vị già thì sau khi ôm bát đi khất thực được cháo
và vị này có cái khổ thọ khốc liệt khởi lên, chắc có lẽ do đói, và vị này nghĩ là ta cần phải dùng để tránh về tới chùa thì nó sẽ nguội, và vị đó ngồi ăn tại chỗ. Thì cái vị đi sau á, vị đó mới suy nghĩ nha, vị đó mới suy nghĩ rằng vị này vậy mà không có cái sự kham nhẫn, làm mất mặt chư tăng, không có kịp, không có chịu chờ về tới chùa rồi hắn ăn đó. Thì khi mà vị đó suy nghĩ như thế thôi à, thì khi mà về tới chùa đó, thì cái vị trưởng lão mới hỏi là này hiền đệ đã chứng đắc đạo quả gì hay chưa? Thì vị kia mới nói dạ sư đệ đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì cái vị này mới nói là như vậy đó, hiền đệ trong cái kiếp này hiền đệ không cần phải cố gắng chi nữa, bởi vì dù hiền đệ có cố gắng nữa thì hiền đệ cũng không thể nào chứng đắc được đạo quả tối cao hơn đâu, do hiền đệ đã có suy nghĩ phỉ báng một vị A-la-hán. Thì ngay lập tức vị này mới quỳ xuống và sám hối là đã có cái suy nghĩ phỉ báng một vị A-la-hán. Và sau khi vị này sám hối thì gọi là cái sự cản trở đối với con đường tu tập của vị đó biến mất, và vị ấy có thể tiếp tục tu tập để chứng đi đến đạo quả A-la-hán. Cho nên với những người mà tu tập càng sâu sắc càng thì tâm của họ càng vi tế, và họ thấy được lỗi lầm ngay từ trong những suy nghĩ. Cho nên cái cách tốt nhất là mình đã suy nghĩ sai cái gì đó, thì mình sám hối được thì nên sám hối. Còn theo cái kiểu là lợn chết thì không sợ nước sôi thì thôi tùy. Cho nên là mình càng tu nhiều thì mình thấy là càng có nhiều cái mình phải lưu tâm. Còn nếu không được thì thôi, trước mắt mình lo giữ tâm mình theo giới, định và tuệ thì như thế nó cũng được rồi.